Thưa quý vị và các bạn, thời điểm tháng 11 cuối năm như thế này, thời tiết trở nên lạnh hơn. Do độ ẩm không khí ít cho nên trời trở nên hanh khô. Chính vì vậy mà đôi môi của chúng ta cũng dễ khô và bị nứt nẻ. Để tránh cho môi bị khô vào nứt nẻ vào mùa đông thì cũng không khó đâu. Nếu quý vị và các bạn biết một số bí quyết mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Thời tiết hanh khô của mùa đông đang dần khiến đôi môi bạn trở nên nhợt nhạt, mất sức sống và nứt nẻ. Làm thế nào để chăm đôi môi của bạn? Các loại dưỡng môi tự nhiên nào chúng ta có thể dùng? Sau đây sẽ là những gợi ý. Tạo hỗn hợp tự nhiên dưỡng môi. Trộn hỗn hợp đường cùng dầu ô liu, sau đó chà sát nhẹ nhàng lên môi theo chuyển động vòng tròn và rửa sạch giúp tăng cường độ ẩm cho đôi môi bạn. Bạn có thể thực hiện 2 lần một tuần để đôi môi luôn mịn màng, tràn đầy sức sống. Dùng mật ong bôi lên môi mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy môi mềm mịn hơn mỗi ngày và còn giảm thâm nữa. Bạn có thể làm mặt nạ dưỡng môi bằng sữa tươi không đường, nước ép dưa chuột hoặc nước hoa hồng để giữ ẩm cho đôi môi mỗi ngày. Ngoài ra, nên hạn chế tiếp xúc với sữa rửa mặt. Nếu sản phẩm sữa rửa mặt của bạn chứa thành phần axit salicylic hoặc benzoic peroxide thì bạn nên chú ý thoa một lớp son dưỡng môi trước khi rửa mặt để đôi môi đỡ bị khô. Chú ý chế độ dinh dưỡng. Thực phẩm cay, mặn có thể khiến môi bị khô và gây kích ứng. Bên cạnh việc lựa chọn chế độ dinh dưỡng thông minh, bạn có thể chọn các sản phẩm son dưỡng môi có hương vị tương tự thực phẩm mình yêu thích. Bảo vệ đôi môi. Những cơn gió lạnh cũng như thời tiết hanh hao sẽ lấy đi lớp bảo vệ trên đôi môi bạn và nhanh chóng làm chúng dễ bị khô, nứt nẻ. Bạn nên bảo vệ môi bằng một chiếc khăn ấm hoặc khẩu trang khi ra ngoài đường. Thay đổi sản phẩm dưỡng môi phù hợp. Chọn các sản phẩm dưỡng môi cung cấp độ ẩm nhiều hơn sẽ giúp cải thiện tình hình hanh khô, nứt nẻ cho đôi môi. Bạn cũng nhớ đừng liếm môi nhé, đó là một trong những thủ phạm gây khô môi đấy. Đừng quên SPF. Tuy không phải mùa hè, nhưng đôi môi vẫn có thể chịu những tác động xấu từ ánh nắng mặt trời. Lựa chọn các sản phẩm dưỡng môi với công thức SPF không chỉ dưỡng ẩm, giảm tình trạng đôi môi nứt nẻ, mà còn giúp bảo vệ đôi môi bạn hiệu quả nhất.